Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái khô ráo và oi nóng trong các ngày từ 29 tới 31 tháng 8. Những ngày đầu tuần, nhiều khu vực Bắc Bộ có thể ghi nhận nắng nóng lên tới ngưỡng 35 độ C. Tuy nhiên, bắt đầu vào kỳ nghỉ lễ từ mùng 1 tới mùng 2 tháng 9, mưa dông khả năng quay trở lại Bắc Bộ với xác suất xảy ra từ 60 tới 70%. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 tới 33 độ C. Mưa xuất hiện gián đoạn, người dân có kế hoạch vui chơi ngoài trời dịp lễ Quốc khánh cần lưu ý để mang theo tư trang cần thiết. Trong 2 ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ mùng 3 tới mùng 4 tháng 9, miền Bắc giảm mưa dông, duy trì nền nhiệt từ 30 tới 33 độ C. Tuy nhiên, mưa có thể trở lại vào chiều tối mùng 4 tháng 9. Liên quan tới vụ thâu tóm đất vàng ở Bình Dương, dự kiến chiều 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên phạt 28 bị cáo trong vụ thâu tóm 2 lô đất vàng 43 ha và 145 ha xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty mùng 3 tháng 2, cùng con gái ruột Nguyễn Thục Anh, con rể Nguyễn Đại Dương bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Viện Kiểm soát xác định năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao lô đất 43 ha và 145 ha cho Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Sau khi được giao đất, việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, nhưng ông Nguyễn Văn Minh vì động cơ vụ lợi đã chỉ đạo chuyển nhượng trái phép 43 ha đất và 30% vốn góp của Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 tại Công ty Tân Phú sang doanh nghiệp tư nhân là Công ty Âu Lạc của con rể Nguyễn Đại Dương, gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng. Đối với khu đất 145 ha, bị cáo Minh chỉ đạo đồng phạm hợp thức các thủ tục pháp lý để góp vốn vào Công ty Tân Thành mà không báo cáo lên Tỉnh ủy Bình Dương, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty mùng 3 tháng 2, ông Minh và đồng phạm còn tham ô hơn 815 tỷ đồng. Trong đó, ông Minh chiếm hưởng hơn 163 tỷ đồng, Nguyễn Thục Anh chiếm hưởng 200 tỷ đồng. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Nguyễn Văn Minh trình bày đã già yếu bệnh tật. Ông không xin gì cho bản thân, chỉ mong tòa xem xét cho các bị cáo khác được coi là đồng phạm với ông, đồng thời xin cho con gái ruột Nguyễn Thục Anh được hưởng mức án thấp nhất. Theo lời Thục Anh, bị cáo chưa bao giờ có ý muốn chiếm đoạt hay thụ hưởng bất cứ thứ gì không do công sức mình tạo ra. Do đó, khi nhận được quyết định khởi tố với tội danh tham ô tài sản, bị cáo không thể ngờ tới. Tuy nhiên, Thục Anh cũng khẳng định không trốn tránh trách nhiệm hay oán than bất cứ điều gì. Bởi lẽ, khi đứng tên thay và tin tưởng cha, thì nếu cha sai phạm, mình cũng phải cùng chịu trách nhiệm. Bị cáo cũng cho biết, 2 năm vừa qua là những chuỗi ngày địa ngục với gia đình, khi cha, chồng rồi đến bản thân mình liên tiếp bị khởi tố. Cứ mỗi ngày bước ra khỏi nhà theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, bị cáo luôn xác định không thể trở về nên giao 2 con nhỏ cho chị gái chăm sóc. Tuy nhiên, bị cáo vẫn không cho phép mình bỏ cuộc, bị cáo vẫn luôn tự nhắc nhở mình chỉ cần có một cơ hội để tiếp tục thực hiện hoài bão, chỉ cần còn một ngày để có thể cống hiến cho ngành y tế và xã hội, bị cáo vẫn sẽ cố gắng. Cuối cùng, bị cáo khẩn cầu hội đồng xét xử xem xét và bao dung cho 28 bị cáo trong phiên tòa được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Đại Dương cũng ngậm ngùi, dành lời sau cùng để xin hội đồng xét xử xem xét cho vợ mình là bị cáo Nguyễn Thục Anh được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt và nói một câu ngụ ý, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó. Tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Lê Thị Bích Ngọc, mẹ của Nguyễn Thục Anh cho hay, đối với gia đình bà, đây là tấn bi kịch ảnh hưởng đến cả đời con, đời cháu. Bà Ngọc nói, bản thân tôi bây giờ không biết sống như thế nào, tôi không còn khoản thu nhập nào hàng tháng, tôi chỉ biết nương tựa vào chồng, khoản cổ phần cuối cùng chúng tôi cũng đã phải nhượng cho người khác để khắc phục hậu quả. Đối với tôi, người phụ nữ 70 tuổi, một người vợ, một người phụ nữ rất tội nghiệp. Tiếp tục câu chuyện phát triển nuôi biển mà chúng tôi liên tục phát sóng gần đây, hiện thì các địa phương như là Quảng Ninh, Khánh Hòa hay là Kiên Giang, những địa phương có diện tích và sản lượng nuôi lớn, đã làm chủ được công nghệ và đang chú trọng đầu tư vào nuôi biển. Ngư dân cũng đã có kinh nghiệm nhất định trong việc nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, vì chưa được giao diện tích mặt biển ổn định để nuôi trồng, nên hiện nay thì ngư dân vẫn còn khá e dè và không dám đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho nuôi biển. Trong khi các doanh nghiệp thì cũng ngại ngần khi mà việc đầu tư với nguồn vốn rất lớn lại thường xuyên phải đối mặt với rủi ro về thiên tai, thời tiết mưa bão dày đặc, ghi nhận những khó khăn của doanh nghiệp và ngư dân ở các địa phương này.
nghiệm hơn chục năm nuôi cá lồng trên biển ở xã đảo Nam Du. Hai năm trở lại đây, bà Hội nhận thấy rằng đã đến lúc bà cần xin chính quyền địa phương giao khu vực biển nhất định để nuôi cá. Bởi chỉ khi vùng nuôi được quy hoạch rõ ràng, nuôi lâu dài, thì bà mới có thể yên tâm đầu tư lồng bè HDPE thay cho lồng bè bằng gỗ, đặc biệt là môi trường nuôi được bảo đảm. Không như hiện nay, việc nuôi trồng đang diễn ra một cách tự phát. Giá bằng nước biển là cái thứ nhất, là mình như lúc nãy tôi nói là mình sẽ bảo quản được cái khu sinh thái của mình, thì nó có khoảng cách nó sẽ giãn ra thì con cá nó mới khỏe mạnh. Nếu mà nuôi dạy quá thì nhà nó ăn trôi ra ngày kia thì nó sẽ lây bệnh thôi. Cái yếu tố quan trọng nữa là của mình thì bảo vệ cái tài sản của mình là nó rất dễ. Mong các cấp chính quyền sớm quy định cái chỗ nào làm, cái chỗ nào không làm cũng nên là nhanh chóng giao mặt nước biển cho bà con để bà con yên tâm sản xuất. Nỗi niềm của bà Hội cũng là trăn trở của nhiều ngư dân nuôi thủy sản ở Kiên Giang. Đúng rồi, bây giờ cái nguồn nước ở trong bờ nó ngày càng nó bị ô nhiễm, ngày càng bị ô nhiễm. Nên là mình muốn chuyển ra ra xa hơn á. Trước đây ít hộ nuôi, cái nguồn nước thì nó chưa bị ô nhiễm nhiều thì họ nuôi rất là đạt. Cái khó khăn lớn nhất là bây giờ chúng ta chưa có sắp xếp được cái người dân người ta nuôi theo cái mặt nước mà chúng ta quy định. Thí dụ bây giờ một khu mình quy định một khu nó 1.000 mét vuông gì đó thì đưa những hộ dân vô cái khu đó, rồi chúng ta sẽ đánh số, rồi chúng ta theo dõi quản lý cho nó chặt. Còn đây là những lồng nuôi cá chẽm hiện đại trên vịnh Vân Phong của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Ochalis Việt Nam. Mỗi năm công ty này xuất khẩu 10.000 tấn cá chẽm và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ là cánh chim đầu đàn trong nuôi biển để doanh nghiệp mới cũng như người dân ở các địa phương có thế mạnh về nuôi biển vươn theo. Dù có kế hoạch mở rộng vùng nuôi và tăng sản lượng lên 15.000 tấn mỗi năm, nhưng vì các địa phương ven biển chưa có quy hoạch rõ ràng nên doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch. Cái nguồn vốn để đầu tư vào nuôi biển công nghiệp là rất là lớn. Khi mà chúng ta nuôi biển công nghiệp này là ta tính bền vững lâu dài, để hướng tới 20-30 năm. Mà nếu như mà cái luật về mặt nước biển mà không đưa ra kịp thời thì rất là khó cho các doanh nghiệp để người ta mạnh dạn đầu tư vào cái nuôi biển công nghiệp này. Còn một cái nữa là theo như chủ trương của nhà nước bây giờ khuyến khích các doanh nghiệp nuôi trồng ở ra những vùng biển mở, thì chúng ta phải có cái quy trình cho người ta để người ta từ từ người ta đi ra. Thực tế cho thấy công tác giao khu vực biển tại Khánh Hòa đang gặp nhiều vướng mắc do luật, nghị định chồng chéo. Cũng chính vì vậy, tỉnh Khánh Hòa chưa thể triển khai luật thủy sản năm 2017, nhất là nghị định số 11 năm 2021 của Chính phủ, quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Đây chính là trở ngại lớn nhất khi nhiều hộ nuôi lẫn doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất thủy sản theo quy mô công nghiệp. Vùng Khánh Hòa chúng ta có nước nó tốt, nuôi trồng là sản lượng cao, người dân thu được kinh tế tốt. Thế mà sắp tới mà chúng ta phát triển đến năm 2030 thành đô thị trực thuộc trung ương thì đương nhiên trong cái quá trình phát triển nó phải có cái xung đột về mặt không gian phát triển, thì mình phải làm sao hài hòa, thì phải bằng công nghệ cao, phải kết hợp những cái doanh nghiệp lớn có cái chuyển đổi cho người dân từ quy hoạch cái vùng nuôi trồng. Khánh Hòa và Kiên Giang là hai địa phương có tiềm năng nuôi biển rất lớn ở miền Trung và miền Nam nước ta. Những khó khăn đến từ việc triển khai chính sách không chỉ kìm hãm sự tham gia đầu tư sản xuất của người dân, của doanh nghiệp, mà còn làm chậm tiến trình hướng tới nuôi trồng thủy sản bền vững đã được Chính phủ đề ra.